Vâng, xin chào, đây xin kính chào toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay thì tiếp tục video mới là em dọn kho là dư ra 3 chiếc equalizer em đang test đây. Và đây là 3 chiếc equalizer hàng bãi xịn được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc với tình trạng là toàn bộ là equalizer là em đã test là chạy ok, tất cả các cái cần chỉnh âm sắc, giải các giải tần chỉnh sử dụng bình thường hết. Mặt mũi của ba chiếc equalizer này là rất chi là đẹp, không hề bị chảy xước hay không bị vỡ bị mẻ gì anh chị em nhé. Và hôm nay em thanh lý ba chiếc equalizer này để chuẩn bị cho đợt hàng chuẩn bị mới về. Và em thanh lý ba chiếc equalizer này với cái giá là cả ba chiếc là 4,5 triệu. Anh chị em nào có nhu cầu làm thì liên hệ trực tiếp với em. Em Trinh Trang Audio HD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em ship hàng toàn quốc theo yêu cầu. Và ở cái video em đang test, quý vị các bạn cùng anh chị em đang theo dõi, đó là cái chiếc quay ở giữa nhé. Đây là chiếc quay ở giữa em đang test này. Tất cả các cái cần chỉnh tất cả cái giải tần số này là sử dụng rất là tốt, không hề bị sậm xoẹt, không bị lỗ hay bị rè xoẹt gì anh chị em nhé. Và bây giờ thì em sẽ chỉnh từng vế từng cần một cho anh chị em xem. Anh chị em để ý này, để em chỉnh nhé. Đây là cái giải bát. Lăm mấy cần đầu này là giải bát này, em chỉnh xuống là nó giảm hẳn luôn này. Và tiếp theo là lăm mấy cần chỉnh ở bên ngoài cùng nữa là giải tép. Đấy, còn lại lăm mấy cần ở giữa này là giải trung âm. Khi mà em chỉnh tất cả cái giải bát, giải trung, giải tép này là cái chất âm nó ra nó thay đổi rất nhiều anh chị em nhé. Vì cái equalizer này là của Hàn Quốc này là được thiết kế là toàn bộ linh kiện cao cấp và có một cái chất âm rất chi là khỏe, mượt và chạy sáng hay đều cả ba giải tiếng luôn. Anh chị em dùng phối ghép tất cả các dòng âm ly và cùng đẩy dùng trong phòng mình nghe nhạc hát karaoke, hoặc là anh chị em phối ghép vào đi làm show tổ chức sự kiện ngoài trời rất chi là ok, chất âm cực kỳ hay. Anh chị em lưu ý là trong một bộ âm thanh hay, từ bình dân đến cao cấp từ xưa đến nay là không bao giờ thiếu được chiếc equalizer anh chị em nhé. Equalizer nó có một cái vai trò rất quan trọng trong cái bộ dàn âm thanh. Và để sở hữu ba chiếc equalizer của Hàn Quốc được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc thì anh chị em liên hệ trực tiếp với em. Em Trinh Trang Audio HD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967697999 và 0976757899. Ba chiếc equalizer này là em dọn kho, em thanh lý để chuẩn bị về lô hàng mới. Là em bán thanh lý là 4,5 triệu ba chiếc anh chị em nhé. Bao máy hoạt động tốt cho anh chị em. Hai đứa cùng nhìn ngắm nhau cười, vui đến rồi dân cha anh chị em nào có nhu cầu thì làm thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu ba chiếc equalizer của bãi xịn Hàn Quốc này với cái giá là 4,5 triệu. Và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em vào các video gần đây nhất.